chọn thông minh định hình đẳng cấp. Từ mùng 9 tháng 1 năm 2012, BIDV triển khai chương trình tiền gửi dự thưởng dành cho khách hàng tổ chức. Để có cơ hội trúng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 15 tỷ đồng, khách hàng liên hệ các chi nhánh BIDV để biết thêm chi tiết. BIDV, 55 năm đồng hành cùng phát triển. Thấy trong tình huống vừa rồi, một phụ nữ bán hàng rong đã không may bị đổ hết cam ra đường. Những người ở phía sau lưng tôi đây đã rất sẵn lòng nhặt giúp cho cô ấy. Nhưng còn những người khác, họ sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ngay sau đây nhé. Những người thực hiện chương trình đang tiến hành chuẩn bị đạo cụ cho diễn viên. Xe đạp, mẹt và cam đều đã sẵn sàng. Cô Phạm Thị Thành sẽ vào vai người bán cam của chương trình này. Có hai máy chuyên dụng GoPro được cài đặt trên thân xe để ghi lại những góc máy hiệu quả. Đi điểm đầu tiên là vườn hoa Lý Thái Tổ, bây giờ là 9 giờ sáng. Cam đây rồi. Rất nhanh tay, các em chạy tới giúp cô. Mỗi người nhặt một vài quả, chẳng mấy chốc, số cam rơi đã được nhặt lên hết. Cảm ơn cả sáu nhá. Cảm ơn. Ai mua cam không? Cam hạ giang ngon lắm đây. Ai mua cam không? Tiếp tục với một nhóm học sinh ở phía đối diện đó. Để hết cam rồi. Xe tôi đang lên sao không đánh biết đi. Thế sao? Thế cam rồi. Khổ thân tôi sáng nó bán xác. Nhận thận của cô, nhận thận của cô. Những cô gái yêu đời này cũng rất nhiệt tình giúp cô bán cam. Cảm ơn các em nhé. Một quả cam bị nát đôi. Cảm ơn các cháu nhá. Cảm ơn các cháu nhá. Cảm ơn. Em thấy cô đổ cam thì cô phải nhờ những thải cam này để cô ấy kiếm tiền, mà bây giờ cam bị rơi như thế thì em thấy thương cô ạ. Nên là giúp ạ. Ở trường thì cũng có thỉnh thoảng vài tiết sinh hoạt thì cô cũng dạy bọn em về mấy cái này ạ. Đây là Nguyễn Quang Anh, học trường Nguyễn Du ạ. Em có thường xuyên gặp những cái người mà bị đổ rơi đồ như vừa rồi không? Có. Thế trong trường hợp đấy thì em thường làm như thế nào? Ra chạy ra giúp người ta. Điều đấy xuất phát như thế nào? Bọn em là tự dưng cứ cảm thấy là mình cần phải giúp đỡ người khác như thế à? Vâng, thấy ta rơi thì phải giúp ạ. Thế ở trường bọn em có được dạy là mình phải nên giúp đỡ người khác không? Hay là điều đấy là điều em tự học được trong cuộc sống? Nếu em tự học được trong cuộc sống. Em thấy cô đã già nên em cũng sẽ ra giúp nhặt hộ. Khi em dừng lại giúp đỡ cô, em có cảm thấy là nó phiền hà hay là nó khó khăn cho bản thân không? Dạ không, em thấy điều đấy điều bình thường và nên làm. Địa điểm thứ hai đạo diễn chọn là vườn hoa con cóc. Các đôi tình nhân đi chụp ảnh đang bận rộn với những bức hình của mình. Không biết họ có giúp người bán hàng rong tội nghiệp này không nhỉ? Thử sức với cô dâu chứ để xem thế nào nhé. Điểm số 3, phố Liên Chỉ. Một số người đang uống cà phê về hè sẽ là đối tượng nhắm tới của chương trình. Người bán hàng lại vụng về làm rơi cam. Đây rồi, một anh chàng thư sinh và một bạn phụ bàn lao ra giúp cô. Còn những người khác vì thấy có người giúp rồi nên họ không có hành động gì cả.
12 giờ kém 15, ekip chương trình chuyển địa điểm sang cà phê Nguyễn Du. Đang là buổi trưa, vì thế quán cà phê rất đông người uống. Cam đổ rồi. Một số anh chị đang uống cà phê đã nhặt ra nhặt cam cho diễn viên. Ôi, cảm ơn các em. Tôi có để cái thêm chống nó bị sao ấy. Cảm ơn các em nhé. Thêm chống bị sao nó bị chả biết nữa. Thấy người ta rơi giữa đường đó thì mình giúp một tí thôi mà, có gì đâu chị. Dạ. Không sợ là mất thời gian hay là phiền hà với bản thân mình à? Dạ không, em đang ngồi rảnh mà, em đang ngồi chơi mà. Dạ. Mình cũng như mọi người thôi. Em nghĩ là không phải là chỉ riêng mình. Rất là nhiều người cũng có thể giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Để khi mình có khó khăn thì mình lại được giúp đỡ lại. Em thấy người ta cũng còn là người đi bán thuê thôi, nhưng mà em thấy cô em giúp đỡ thôi, không có vấn đề gì. Phố Trần Bình Trọng, 13:30. Đây là địa chỉ mà rất nhiều người có thú chơi chim cảnh tới đây để trò chuyện và bàn luận về các giống chim họ yêu thích. Ở quán cà phê này có tới 5 người tới giúp. Họ không những chỉ nhặt cam rơi cho cô mà còn an ủi cô. Những cái cảnh này thì nó không may, nó hàng người ta là không may, người ta như thế nó sẽ bị hỏng, sẽ bị thiệt thòi. Khi bán hàng bán cho khách thì sẽ không đạt hiệu quả cao, thậm chí lỗ vốn, nên là cũng rất là cảm thấy cũng rất là tội họ. Thấy mọi người rơi các thứ thì mình nhặt hộ thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Cuộc sống nó cũng đơn giản ấy, nếu mà mình giúp được ai thì mình giúp, bởi vì các cái đấy cũng trong khả năng ấy, cũng chẳng có cái gì cả. Em thấy là cả một ngày làm việc mệt mỏi mà cô bị rơi cái thành quả của cô ra thế thì em thấy rất là thương và muốn có cái gì, muốn có sự giúp đỡ cho cô để cô không bị kiểu như là mất mát cái gì đó quá lớn cho cô. Cha mẹ thì thường hay dạy em là có người tức là bị gặp khó khăn thì phải giúp đỡ. Chúng ta có thể giúp về mặt vật chất, ví dụ như là về mình có sức khỏe mà người ta không có thì mình có thể lấy cái sức khỏe mình ra để giúp cho người ta, hoặc là động viên tinh thần. Mình nghĩ mọi người lao động cũng bình thường như nhau thôi, nếu mà khả năng mình giúp được thì mình sẽ giúp thôi mà. Mình nghĩ là nên mở lòng mình rồi quan tâm đến những người xung quanh hơn. Thì thấy những cái hoàn cảnh nó không được như mình, hoặc là lúc đấy người ta đang gặp khó khăn, thì mình mở lòng mình ra mình giúp. Còn điều gì sẽ chờ đợi chúng ta ở phía trước? Liệu hầu hết những người diễn viên gặp trên đường có giúp cô không? Địa điểm ghi hình tiếp theo là phố Quang Trung. Quán ăn ven đường là sự lựa chọn của chương trình. Cam vẫn đổ xuống đường giống như mọi lần. Không chần chừ, những nhân viên bán hàng kia đã đi tới giúp luôn. Còn những vị khách ngồi trong quán thì ngoái đầu nhìn. Chưa đầy 3 phút, số cam nơi đã được để gọn gàng trên mẹt của chủ nhân nó. Nhà thờ lớn, địa điểm tụ họp của rất nhiều bạn trẻ Hà Thành. Ôi, đổ rồi. Chết rồi.
Hai người phụ nữ này, mặc dù đang đi du lịch tham quan thành phố, cũng không ngần ngại tới nhặt giúp cô. Họ nhặt rất nhiệt tình. Em nghĩ là nếu như mình những cái việc ở nhỏ ngoài đường như thế này thì mình có khả năng giúp được thì mình giúp thôi. Nếu người khác gặp một việc gì đó xảy ra mà không may thì mình nên giúp đỡ. Đó là việc mình làm. Mình có thể giúp đỡ mọi người bằng mọi cách mà trong khả năng mình có thể, mà từ việc nhỏ nhất. Tiếp tục thực hiện tình huống này, đạo diễn quyết định chọn nhóm người Hàn Quốc đang đi du lịch. Không biết họ có giúp đỡ cô không? Câu trả lời là có. Có tới 5 người Hàn Quốc nhặt giúp cam cho cô. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Địa điểm cuối cùng chúng tôi thực hiện là tại ngã ba đường trên phố Quang Trung, gần một quán cà phê nhỏ. Lần này, đạo diễn quyết định để diễn viên đổ cam đôi giữa đường để xem những người xung quanh có sẵn sàng giúp cô không. Cà phê vẫn đông khách và khách vẫn ngồi uống cà phê. Họ ngồi im nhìn theo, chả lẽ không có ai giúp cô sao? May quá, có hai chị đang đi xe dừng lại giúp rồi. Mặc dù đang đi xe máy, họ vẫn dừng lại chạy tới, nhặt những quả cam lăn lóc khắp nơi cho người bán hàng. Hành động của chị được rất nhiều người xung quanh nhìn theo hưởng ứng. Chương trình xin cảm ơn hai chị rất nhiều. Em thì thật ra em cũng đang rảnh mà, thì cũng chỉ giúp người ta một phần thôi, không có gì to tát cả. Thật ra thì nếu mà mình góp sức phần của mình ý, giúp được người ta một phần thì em thấy cảm thấy như thế nó cũng đỡ cảm thấy bứt rứt. Em cảm thấy là trong khi người ta bán hàng vất vả như thế, mình cũng muốn là người ta bớt một cái phần nào đó thôi, cũng không góp được gì nhiều. Thì em không nghĩ gì, vì em chỉ thấy là người ta làm rơi đồ ấy thì đang ở giữa đường thì mình xuống mình nhặt giúp người ta thôi. Khi mà mình đặt hoàn cảnh mình vào người ta ấy, khi mà đi đường nếu như người nhà nhà mình mà có vấn đề gì ấy, mà cũng gặp phải tình trạng gì thì cũng mong mọi người bên xung quanh giúp đỡ mình ấy. Đấy, thì nên là mình cũng làm thế với mọi người. Một hành động giúp đỡ dù là nhỏ nhất đều đã, đang và sẽ gieo mầm hạnh phúc cho người khác. Dù bạn là học sinh, sinh viên, người đang nhàn rỗi hay bận rộn việc khác, thì dành một vài phút để giúp đỡ những người không may gặp khó khăn hơn mình là việc rất nên làm. Chúng ta giúp đỡ một cụ già sang đường, một em bé lạc mẹ hay nhặt một quả cam rơi giúp một người gánh hàng rong. Mỗi hành động giúp đỡ đó tuy rất nhỏ nhưng cũng đều xứng đáng được tôn vinh. Và lời cảm ơn của chương trình ngày hôm nay xin được gửi đến những vị khách tốt bụng đã giúp đỡ diễn viên của chúng tôi. Các bạn hãy nhớ rằng khi chúng ta chia sẻ với những người gặp khó khăn thì khi đó chúng ta không chỉ đem lại niềm hạnh phúc cho người khác mà còn đem lại niềm vui cho chính bản thân mình các bạn nhé.